Thưa quý vị, 5 năm qua thì đã có hàng ngàn nông hộ thuộc 10 tỉnh trên cả nước được hưởng lợi trực tiếp từ dự án hỗ trợ nông nghiệp carbon thấp, đóng góp một phần quan trọng vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguồn nước và tái sử dụng chất thải chăn nuôi một cách bền vững. Và thông tin này được nêu ra tại hội nghị tổng kết năm 2018 và thực hiện kế hoạch năm 2019 của dự án hỗ trợ nông nghiệp carbon thấp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức tại tỉnh Sơn La. Dự án hỗ trợ nông nghiệp carbon thấp có nguồn vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Tổng vốn tín dụng của dự án tính đến thời điểm này là hơn 37,3 triệu đô la Mỹ. 5 năm qua, từ nguồn tiền này, dự án hỗ trợ nông nghiệp carbon thấp đã tài trợ vốn để xây dựng công trình khí sinh học quy mô nhỏ và vừa cho 65.000 nông hộ với mức hỗ trợ từ 3 đến 50 triệu đồng tùy từng công trình. Không chỉ có vậy, dự án còn tổ chức gần 2.300 lớp huấn luyện về hướng dẫn vận hành, bảo trì công trình khí sinh học cho hơn 60.000 nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số. Dự án được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá cao về tính thực tiễn, thời sự trong bối cảnh hiện nay. Thì lần này thu lại chất thải rắn thì để mà sản xuất phân hữu cơ cho nó thúc đẩy cái ngành gọi là ngành sản xuất theo cái hướng hữu cơ. Một cái mới nữa tức là gì? Nó đặt vấn đề là nuôi lợn để tiết kiệm nước từ cái chỗ là 30-50 lít một con lợn trong một ngày thì bây giờ nó chỉ trong khoảng 10. 5 năm qua, dự án được thực hiện tại 10 tỉnh là Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Định, Tiền Giang, Bến Tre và Sóc Trăng. Dự án còn góp phần tích cực vào việc tối ưu hóa giá trị của chất thải chăn nuôi thông qua các mô hình như sản xuất phân hữu cơ từ bã thải bể khí sinh học, nuôi giun quế từ phân gia súc, gia cầm hay sử dụng nước thải từ bể khí sinh học làm nước tưới cho cây trồng. Chạy máy phát điện giúp tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Không chỉ có vậy, nhằm lan tỏa những kiến thức hữu ích về hoạt động chăn nuôi carbon thấp, hàng nghìn tờ rơi, tài liệu hướng dẫn về cách xây dựng, vận hành hầm bioga, chuyển giao công nghệ sử dụng máy tách phân và sản xuất phân hữu cơ, cũng như thông tin về hiệu quả của việc quản lý toàn diện về chất thải chăn nuôi được thể hiện một cách gần gũi, sinh động, dễ hiểu, dễ áp dụng đến đông đảo nông dân. Thì hiện nay dự án đã thử nghiệm những cái công nghệ về chăn nuôi lợn tiết kiệm nước trên chuồng sàn, không sử dụng nước tắm và sử dụng những cái biện pháp làm mát lợn khác rất hiệu quả. Đấy, và rất là mong là bà con nông dân là thứ nhất là về ý thức thì chúng ta nên có ý thức tiết kiệm nước ở trong chăn nuôi để tránh ô nhiễm và tăng cường cái thu gom và tái sử dụng cái nguồn tài nguyên chất thải chăn nuôi cho mục đích sản xuất nông nghiệp. Và cái thứ hai là chúng ta tiết kiệm nước là tiết kiệm cái nguồn tài nguyên quý giá. Với những hoạt động thiết thực, 5 năm qua, dự án hỗ trợ nông nghiệp carbon thấp đã đóng góp tích cực vào quá trình tái cơ cấu nông nghiệp và đặc biệt là hỗ trợ đắc lực các địa phương trong việc thực hiện tiêu chí số 19, tiêu chí về môi trường, một trong những tiêu chí khó nhất trong bộ 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ban quản lý dự án mong muốn các cấp có thẩm quyền sớm trình chính phủ phê chuẩn cho dự án gia hạn thêm 1 năm để hoàn thành các hoạt động nghiên cứu đã trao thầu nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án đúng theo thiết kế.